Làm gì khi đến chu kỳ hành kinh bạn bị đau bụng? Kinh nguyệt là một hiện tượng xuất hiện hàng tháng ở nữ giới khi cơ thể chuẩn bị cho quá trình rụng trứng. Những cơn đau bụng kinh kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đối với phụ nữ. Kinh nguyệt là hiện tượng tự nhiên mà nữ giới nào cũng có kể từ khi bước vào tuổi dậy thì cho tới khi mãn kinh. Tuy nhiên, nhiều khi kinh nguyệt lại là ác mộng đối với một số chị em phụ nữ bởi những cơn đau bụng kinh dữ dội. Đau bụng kinh là chứng đau trong kỳ kinh nguyệt. Đau bụng kinh thường bắt đầu khoảng thời gian trước, trong, sau kỳ kinh nguyệt. Các triệu chứng thường kéo dài ít nhất là 3 ngày, cơn đau thường là ở khung chậu hoặc bụng dưới. Các triệu chứng khác có người bị đau âm ỉ, người lại đau dữ dội làm cho sắc mặt tái đi, chân tay lạnh, thậm chí có người đau quằn quại, dẫn đến hôn mê. 1. Nguyên nhân đau bụng kinh. Đau bụng kinh bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân như sau. Do chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý trong kỳ kinh nguyệt, uống ít nước, ăn nhiều đồ lạnh, đồ có tính hàn, không giữ ấm bụng. Là một trong những nguyên nhân thường gặp gây nên hiện tượng đau bụng kinh. Do vận động mạnh, khi hành kinh phụ nữ vận động mạnh, chạy nhảy hoặc làm việc nặng cũng gây đau bụng kinh. Ít vận động, ngồi một chỗ quá nhiều cũng gây đau bụng kinh. Do cổ tử cung quá hẹp khiến kinh nguyệt khó lưu thông ra ngoài thường gây đau bụng kinh. Do đặt vòng tránh thai, do gen di truyền. Do yếu tố nội tiết, sự gia tăng bất thường progesterone và gia tăng prostaglandin trong máu tác động đến cơ tử cung nên thường gây đau bụng kinh. Tử cung co thắt không bình thường hoặc quá co thắt, làm cho tử cung không dễ dàng thả lỏng bình thường, do đó sẽ gây ra hiện tượng đau bụng kinh. Những bất thường ở tử cung như tử cung phát triển không tốt, vị trí của tử cung không bình thường, tử cung lùi về phía sau hoặc quá ngả về phía trước cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu kinh và gây đau bụng khi hành kinh. Đặc biệt, đau bụng kinh còn có thể bắt nguồn từ một số bệnh phụ khoa như lạc nội mạc tử cung, vị trí nội mạc tử cung không bình thường, viêm vùng chậu, u xơ tử cung, u nang cơ tử cung. 2. Những lưu ý khi dùng thuốc. Đối với việc dùng thuốc, chị em có thể sử dụng những loại thuốc chống viêm không có sở tê roi, thuốc giảm đau hay thuốc tránh thai để hạn chế tình trạng mất máu và những cơn đau bụng trong chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng chị em cần lưu ý, thuốc giảm đau có ưu điểm là cắt cơn đau nhanh. Tuy nhiên, dùng lâu dài có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, biến chứng thủng dạ dày ở người bị viêm loét dạ dày, viêm gan, viêm thận kẽ, hoại tử thận, cơn hen giả, kéo dài thời gian chảy máu, thậm chí là nhồi máu cơ tim. Hơn nữa, khi dùng thường xuyên có thể gây hội chứng không dụng trứng mặc dù vẫn có chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân gây vô sinh. Thuốc tránh thai mặc dù cho hiệu quả rõ rệt, đồng thời có tác dụng tránh thai và điều hòa kinh nguyệt, nhưng nếu kéo dài liên tục cũng sẽ không có lợi. Như vậy, đau bụng thời kỳ kinh nguyệt là tình trạng thường gặp và không quá nguy hiểm với chị em phụ nữ mỗi tháng. Các biện pháp chăm sóc tại nhà mà mình chia sẻ ở trên sẽ giúp chị em giảm đau, có tâm trạng và sức khỏe tốt hơn mỗi khi kỳ kinh nguyệt tới.